声声战鼓响，勇赴国难闯四方，热血满腔。Huynh không cãi với muội, Tam gia gia muốn gặp muội. Hả? Biết giờ rồi sao? Đã quá trễ. Hả? Huynh cáo mật. Muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng có làm. Huynh. Thanh đệ, chuyện gì? Không có gì, hãy ăn trước, tôi sẽ trở lại ngay. Nè. Tam gia gia. Tới rồi à? Lúc sáng này ta nghe được một chuyện. Nghe nói đã có người cướp được 2000 lượng vàng ròng, nhưng đã dễ dàng chia phần nửa cho người ta. Thiệt rộng rãi quá hả? Số vàng cháu chia phần nửa cho viên đại ca, nhưng nếu như hôm đó không có sự giúp đỡ của huynh ấy thì vàng đã bị Dư Long Bang cướp đi và chúng ta sẽ mất hết. Nhưng 2 ngày trước cháu về tới đây, sao không nghe cháu nhắc tới Dư Long Bang và tứ tứ hồi gì hả? Lâu nay cháu rất trọng sĩ diện, chuyện thiệt thòi như vậy nhắc đến làm gì? Hôm đó Dư Long Bang đã theo dõi mới vàng, cộng thêm bọn họ là đông người, còn ban chủ Vinh Thái nữa. Vinh Thái? Đúng, cháu đâu có đánh lại Vinh Thái. Hắn ta nhất định phải cướp cho được số vàng. Cháu đã nhắc đến Ngũ Lão Gia Gia với hắn, nhưng không ngờ hắn không nể mặt của các Gia Gia, còn nói các Gia Gia đã già vô dụng, chỉ được cái hư danh thôi. Hả? Nếu không nhờ có viên đại ca ra cứu giúp thì mạng của cháu đã mất. Ủa, tiểu tử họ Viên này có bản lãnh gì sao? Ừ, dạ phải, viên đại ca đã cứu mạng của cháu còn giữ lại được số vàng, có phải cháu nên mang ơn của người ta không? Ừ, thì cứ nói cảm ơn là được rồi, cần gì phải chia đổi số vàng cho hắn chứ. Tam gia gia, nhưng giờ hắn đã đem số vàng trả lại cho mình. Bất luận thế nào, nhưng cháu đã giấu sự thật là không đúng. Hả, nhà đầu, cháu có phải đã phải lòng tiểu tử đó hay không? Hả, cháu, cháu. Tam lão gia, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bẩm lão gia, bên ngoài có một người lạ mặt, nói là chúng ta đã cướp vàng của họ, nên đang đánh nhau với ông chính thiếu gia bên ngoài. Hả? Hả, có phải là Vinh Thái không? Vinh Thái? Nếu như là Vinh Thái tới gây chuyện thì giờ giờ không tiện ra mặt. Trả về tiểu tư hội viên kia để kết quán với họ thì em mau giải quyết đi. Đi kiếm gì đi ca? Không phải là người của bọn Vinh Thái, là chủ nhân của đồ bị mất. Đạo pháp thì là quen thuộc. Hãy
Võ công có bấy nhiêu mà dám tới tận cửa. Cao cường ha, phải thì là lợi hại. Hay quá. Ê, không biết là người thì đâu tới. Hễ cô nương, hãy khoan đi. Ta đánh không lại các người, sẽ có người có võ công cao hơn tới lấy lại vàng. Người muốn sao? Không biết cô nương tên là gì. Ân sư lại. Mang mới gì người? Cô có biết An Đại Nương? Người biết mẹ của ta? Mẹ của cô? Cô chính là Tiểu Tuệ. Người là ai? Ta là Diêm Thừa Chí. Hả? Thừa Chí ca ca. Hãy coi, ở đây có một vết sẹo lúc nhỏ trèo cây bị xước, phải không? Quên, đúng là Thừa Chí ca ca. Mùi thì không ngờ gặp Quên ở đây. Mùi thì là mừng. Mùi đã quen được người tốt. Còn tưởng Duyên Huynh lại, thì ra là gian tế của Lý Tự Thành phải tới. Gian tế của Lý Tự Thành tại hạ không hiểu, nhưng mà An cô nương này là thế gia của nhà ta, để xin mạo phạm lập kẻ giảng hòa, giảng hòa cho hai vị. Thưa chí ca ca, nếu Huynh có quen với họ thì hãy kêu họ trả lời vàng cho muội, thì muội sẽ bỏ qua. Đâu có dễ như vậy. Thanh đệ, Huynh giới thiệu với đệ, người này là Tiểu Huệ cô nương. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, đã mười mấy năm không gặp. Thì ra là Thanh Mai Trúc Mã. Nếu như không phải là người xa lạ, chúng ta hãy vô trong rồi hãy nói. Vào trong. Theo lời của mùi nói thì mới dần này là do sư huynh của huynh đã quyên góp ở tại phương Nam. Sư huynh của huynh? Đúng vậy. Đại sư huynh của huynh đã phụng mệnh của sư phụ để quyên góp số vàng này, chuẩn bị tặng cho Sấm Dương để làm quân hưởng. Thanh đệ, để hãy trả lại số vàng cho Tiểu Tuệ. Hoàng Mao tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, vàng ở trong nhà của hộ ông ta, có bản lĩnh thì tới lấy. Tam gia gia, người chính là cái tên họ gì? Tam gia gia, đây là huynh đệ kết nghĩa của cháu Diên đại ca. Vạn bối Diên thì chỉ bái kiến Tam gia gia. Không chất khó, thảo nào ngươi lại cuồng ngạo như vậy. Giảng bối không dám. Giảng bối chỉ muốn nhận quà cho đôi bên. Quá giải hiểu lầm. Ngươi nói thì nghe dễ dàng, muốn hòa giải chuyện của ông gia ta, e là ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Vậy thì không biết ai có tư cách này. Vô lễ. Ngươi đón được ba chưởng của ta thì coi như ngươi đủ tư cách. Tam gia gia, huynh ấy là huynh đệ kết nghĩa của cháu, đừng làm tổn thương. Tiếp bản kiều. Bối sẽ nhận thua. Ngươi được cái giả trò nịnh bợ ta. Ta thấy nội công của ngươi là phái Quê Sơn. Đúng vậy. Sư phụ của ngươi là Dương Chánh hay là Quý Thân Thọ? Hai vị này là sư huynh của giảng bối, nhưng giảng bối chưa bao giờ gặp mặt. Thần kiếm Tiên Nguyên, một nhân thịt, hắn đã nhận đồ đệ thứ ba.
Giảng bối phục vụ cho sư phụ 12 năm chỉ vì rời khỏi quê sơn. Theo như quy củ, đồng đạo của chúng ta, nếu như chàng đã cướp được về đây thì không thể hai tay dừng trở lại. Nội trong 3 ngày, bất luận là người dùng phương pháp nào, ăn cắp hay là ăn cướp, chỉ cần lấy được mấy vàng này thì ta sẽ khâm phục ngươi. Vậy tiện khách Ngũ lão gia gia, viên đại ca không phải cố ý mạo phạm. Không cần nói. Nhưng mà cái gì? Ngoài ngươi và mẹ của ngươi ra, còn ai gây phiền phức cho ông gia nữa chứ? Ra ngoài. Lão Tam, tiểu tử đó tuy là còn nhỏ tuổi, nếu mà nói hắn là đội thứ 3 của quê sơn thì miễn cưỡng.